Hi, xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một cách đính đá khác bằng tốp đính đá. Loại mình sử dụng để đính đá hôm nay là tốp đính đá mới ra của Vinimay. Trước khi đính, mình vẫn nhám qua phần định đính trước như bình thường. Sơn một lớp tốp lên. Chất tốp đính đá loại mới ra này lỏng hơn loại trước mình vẫn hay sử dụng, cũng là của bọn này luôn nhưng mà chai màu xanh và làm được cả tốp giọt sương, nên chất tốp khá là đặc. Còn loại mới ra này thì sẽ lỏng hơn một chút, nên nếu bạn nào mà thích lỏng thì có thể chọn loại này, còn thích đặc thì nên chọn loại màu xanh nước biển hồi trước của nó. Mình sẽ đặt hết đá lên rồi cho vào máy hơ là xong. Ưu điểm của đính đá bằng tốp này là sẽ không bị mờ đá nếu mình có nhỡ cho quá nhiều, và sẽ chỉnh được đá đến khi nào mọi người ưng thì thôi. Nhược điểm là sẽ phải mất thời gian hơ máy, và nếu mọi người chưa quen lắm thì viên đá nó sẽ hơi chạy, cũng làm mình rất bất tiện và khó chịu. Nhưng với những bạn mới đầu tập đính chưa căn được đá thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo, vì sẽ chỉnh được đá đến bao giờ ưng ý cũng như là vừa với form móng thì thôi. Sau khi đính xong hết và hơ đèn 60 giây, mình bồi thêm lớp tốp vào chân đá và hơ đèn thêm 60 giây nữa là hoàn thành rồi. Màu đá hôm nay mình dùng là màu đỏ đun nên nó hơi ánh đen và trông sẽ hơi tối, nhưng tông này đính lên sẽ rất là sáng bay. Vừa rồi My đã chia sẻ xong cho mọi người một cách đính đá khác, ưu nhược điểm cũng như cách sử dụng của nó. Hy vọng video này giúp ích cho các bạn. Nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy bình luận bên dưới cho mình được biết nhé. Đừng quên like và ấn đăng ký theo dõi hình quả chuông bên dưới để hóng nhiều video chia sẻ hơn nữa nha. Để mua hàng chính hãng với giá tốt, hãy liên hệ theo thông tin bên dưới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye!